Kết thúc lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam trở thành đội đầu tiên giành vé đi tiếp sau chiến thắng 1-0 trước U23 Yemen. Trong khi đó, U23 Indonesia gây tiếng vang với thắng lợi đậm đà 9-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa. Trang Sohu, Trung Quốc dành lời khen ngợi cho hai đại diện Đông Nam Á, đồng thời chỉ trích đội nhà U23 Việt Nam thắng U23 Guam 6-0 ở lượt trận đầu tiên và thắng tiếp 1-0 trước U23 Yemen. Họ đã chắc chắn có được ngôi đầu bảng. Bùi Vĩ Hảo ghi bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen. U23 Việt Nam ăn mừng cùng người hâm mộ trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ sau khi sớm giành vé đi tiếp U23 Indonesia, thậm chí đã đánh bại U23 Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 9-0. Trong bối cảnh cần tích lũy hiệu số, họ đã không ngần ngại chơi tấn công dồn dập để ghi thêm những bàn thắng. Tới tận những phút cuối, U23 Indonesia vẫn tạo ra thêm nhiều cơ hội nguy hiểm. U23 Indonesia thắng 9-0 U23 Đài Bắc Trung Hoa. Trong trận ra quân, U23 Trung Quốc cũng vừa thắng sát nút 2-1 trước U23 Ấn Độ. Theo mục tiêu ban đầu, U23 Trung Quốc muốn thắng cách biệt 3-4 bàn để bảo đảm tấm vé đi tiếp. Nhưng sau khi dẫn trước 1-0, các cầu thủ dường như không còn động lực để đẩy cao đội hình nữa mà còn tỏ ra chủ quan. Họ còn mắc sai sót giúp cho U23 Ấn Độ ghi bàn gỡ hòa 1-1. Nếu không may mắn ở phút bù giờ, U23 Trung Quốc khó lòng giành trọn vẹn 3 điểm. U23 Trung Quốc, áo đỏ, vượt qua U23 Ấn Độ nhờ bàn thắng ở phút bù giờ hiệp 2, trang 163.com. Trung Quốc chỉ ra điều luật đặc biệt có thể khiến U23 Trung Quốc mất ngôi đầu bảng. U23 Trung Quốc đang tạm đứng đầu bảng, nhưng U23 UAE có thể vượt qua chúng ta nếu họ đánh bại U23 Ấn Độ với cách biệt nhiều hơn một bàn. Trong trường hợp U23 UAE thắng 2-1 U23 Ấn Độ, mọi chỉ số của U23 UAE và U23 Trung Quốc sẽ bằng nhau. Lúc